Nhìn hình ảnh đồng bào miền Bắc đang chống chọi với dòng nước lũ, bạn bè cùng trang lứa không thể đến trường, nhiều học sinh thành phố Hồ Chí Minh đã có những hành động ý nghĩa và thiết thực hỗ trợ người dân. Có mặt tại tòa soạn báo Người Lao Động sáng 11 tháng 9, em Daniel Tang Houston, học sinh trường quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, cùng người thân và bạn bè đã quyên góp cho chương trình Hướng về miền Bắc yêu thương hơn 100 triệu đồng. Đây là số tiền Daniel đã kêu gọi và quyên góp trên trang cá nhân của mình trong vòng 3 giờ. Khi đọc tin tức trên báo đài, em cảm thấy rất buồn, nhất là những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, không có người thân để nương tựa trong hoàn cảnh khắc nghiệt. Số tiền này em quyên góp được từ bạn bè và gia đình. Em cảm ơn ba mẹ vì ba mẹ đã hỗ trợ em rất nhiều. Đây là lần đầu tiên em quyên góp một số tiền bận như thế này. Mong muốn duy nhất của em là số tiền này sẽ đi đến những người mà cần nhất ở ngoài miền Bắc. Chị Nguyễn Thị Phương Lệ, phụ huynh của Daniel cho biết rất bất ngờ và xúc động khi con trai có hành động ý nghĩa. Phía gia đình cũng hỗ trợ thêm để có thể giúp đỡ nhiều trường hợp gặp khó khăn. Cũng trong sáng 11 tháng 9, hai học sinh trường trung học cơ sở Kiến Thiết quận 3 là em Nguyễn Huỳnh Bảo Nhi và em Từ Đăng Nguyên đã mang heo đất đến Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh để ủng hộ đồng bào miền Bắc. Cầm trên tay heo đất, hai em cho biết đây là món quà nhỏ các em dành dụm hơn một năm qua, hy vọng có thể giúp đỡ phần nào cho các bạn học sinh đang gặp khó khăn ở vùng bão lũ. Nhưng mà đây là tấm lòng của con, ủng hộ cho những nơi mà bị gặp là bão. Con mong muốn là mấy bạn ở những vùng đó sẽ có thể nhận được và cảm thấy được cái tấm lòng của con gửi cho mấy bạn. Không riêng gì học sinh ở thành phố Hồ Chí Minh, những ngày qua, người dân ở khắp mọi miền đất nước đang kêu gọi ủng hộ. Nhiều chuyến xe cứu trợ chạy xuyên đêm đến vùng lũ. Người có tiền góp tiền, người có sức góp sức, cả nước chung tay giúp đỡ đồng bào bị thiên tai. Theo thống kê của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, đến 11 giờ ngày 11 tháng 9, số người chết mất tích do bão số 3, mưa lũ và sạt lở đất tăng lên 292 người, trong đó 152 người chết, 140 người mất tích.